Chào các bạn, hôm nay mình có mấy cái máy lên cho các bạn tham khảo. Bạn nào thấy ưng ý phù hợp công việc của mình thì alo mình, số điện thoại mình dưới phần mô tả các bạn. Mình vô luôn nha. Đầu tiên cái máy bot, cái máy mài bot. Mài bot này điện 220 nha các bạn, có điều tốc nha, có 6 cấp chỉnh lực nha các bạn. Đây có 6 cấp chỉnh lực. Mình vô luôn nha. Đây, số 1 nè. Lên nè. Đây. Số cấp chỉnh lực chạy rất yên. Máy mài này mình rất là thông dụng khi mình tính bóng hay là mình xuống tốc độ nhỏ thì mình chà chùi bù nhùi kẽm để vô mình chùi đánh nhẹ, còn muốn cắt cái gì thì mình lên tốc độ mạnh. Bot nha các bạn, đây bot, bot đây 6 tốc độ, điện 220 nha các bạn, điện 220. Máy mài bot 600. Đây một cái thùng Makita, đây màn hình em nói, đây nói chung là mới chát các bạn, mới tôn 12V Makita. Rất mạnh các bạn. Có 22 cấp được và 1 cấp phan. Máy này xài gia đình là ok luôn đó các bạn. Đây một viên, bên thứ hai, hai viên là ok luôn các bạn, xài thoải mái luôn. Mới kem 12V 1.5. Đây một cái sạc, sạc này sạc điện 220 nha các bạn, sạc điện 220 rất là thông dụng, mình dễ xài. Đây nguyên bộ của em nó vậy. Đây dài là 1,2 triệu, toàn bộ nguyên thùng dày 1,2 triệu. Mình có mấy sản phẩm nè, cảm ơn các bạn theo dõi, bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào các bạn.